Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Review Bất Động Sản Đức Hòa Long An và mình là Trường Giang. Hôm nay Trường Giang sẽ dẫn mọi người tham quan một tiện ích cực kỳ nổi bật tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và được mệnh danh là vườn thú lớn nhất phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Safari Mỹ Quỳnh. Và rất nhiều anh chị thắc mắc là vị trí của Safari Mỹ Quỳnh đang ở đâu, và ngày hôm nay hãy theo chân Trường Giang xem là vị trí Safari Mỹ Quỳnh ở đâu và di chuyển như thế nào để đến với Safari Mỹ Quỳnh. Thứ hai là Safari Mỹ Quỳnh đang có điểm gì nổi bật và có điều gì thú vị thì chúng ta và gia đình chúng ta sẽ tới tại Safari Mỹ Quỳnh. Và cuối cùng là Safari Mỹ Quỳnh nó sẽ tạo động lực kinh tế du lịch như thế nào cho huyện Đức Hòa cũng như là tỉnh Long An và thúc đẩy giá trị bất động sản tại đây sẽ như thế nào. Và hãy cùng theo chân Trường Giang nhé. Về vị trí chính xác của Safari Mỹ Quỳnh á, thì Safari Mỹ Quỳnh nằm ở ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và những anh chị nào di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh á, muốn đến Safari Mỹ Quỳnh thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua đoạn Trường Chinh, quốc lộ 22 tới ngã tư Củ Chi, rẽ trái hướng về thị trấn Hậu Nghĩa, và vừa tới kênh Thầy Cai là một đoạn bên kia là Củ Chi, và bên này Đức Hòa. Chúng ta sẽ có rất nhiều bảng chỉ dẫn để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển tới Safari Mỹ Quỳnh. Còn đối với những người dân đang ở huyện Đức Hòa, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua trục tỉnh lộ DT823, di chuyển ngược về hướng Củ Chi, và cũng có rất nhiều bảng hướng dẫn để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển vào sâu trong sở thú Safari Mỹ Quỳnh. Hiện trạng đường của Safari Mỹ Quỳnh đi vào trong thì còn đường đất, nhưng theo thông tin của chủ đầu tư thì chủ đầu tư đang cố gắng hoàn thiện trục đường từ quốc lộ DT823 đi vào tới trực diện cổng của Safari Mỹ Quỳnh. Có gì thú vị tại Safari Mỹ Quỳnh? Thì Safari Mỹ Quỳnh được mệnh danh là vườn thú lớn nhất phía Nam với quy mô hơn 50 hectare, hội tụ hơn 100 loài cá thể khác nhau. Toàn bộ sở thú Safari Mỹ Quỳnh được chia làm 3 phân khu: Safari Mỹ Quỳnh, vườn thú bán hoang dã. Động vật ở đây được thả tự do và tạo điều kiện sống tốt nhất với hệ sinh thái riêng. Du khách sẽ được ngắm nhìn thế giới động vật hoang dã thu nhỏ qua tầm kính cửa xe bus. Phân khu thứ hai là Mỹ Quỳnh Dùm, là khu vườn thú khủng nhất miền Nam, quy tụ hơn nhiều loài cá thể khác nhau, bao gồm những loài động vật quý hiếm. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được tham gia vào những hoạt động tương tác với động vật. Phân khu thứ ba là khu dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi giải trí. Ở đây cung cấp những món ăn độc đáo, hệ thống trò chơi phong phú và không gian nghỉ ngơi ấn tượng. Thiên đường giải trí được xây dựng bởi ekip bậc nhất với những show diễn nghệ thuật. Ở Safari Mỹ Quỳnh sẽ tạo động lực như thế nào đối với du lịch của Long An cũng như là kinh tế và bất động sản tại thị trường này sẽ như thế nào? Long An hiện đang có những cái dự án như là khu vui chơi giải trí Happy Land, trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp 10, khu văn hóa đa năng ngoài công lập, làng nổi Tân Lập, lâm viên thanh niên, vân vân. Và sở thú Safari Mỹ Quỳnh ra mắt sẽ được xem là một điểm sáng tại thị trường du lịch Long An, đặc biệt là huyện Đức Hòa. Sở thú Safari Mỹ Quỳnh dự kiến thu hút khoảng 5 đến 6 triệu lượt khách tham quan hàng năm, tương đương 13 đến 16 ngàn lượt khách có thể mua sắm dịch vụ tại đây. Nó sẽ tạo động lực kinh tế và du lịch cực kỳ lớn cho huyện Đức Hòa. Có một lưu ý nhỏ đối với những anh chị và gia đình đang có dự định đi tham quan vườn thú Safari Mỹ Quỳnh, thì team review ghi nhận được Safari Mỹ Quỳnh đã khai trương nhưng vẫn còn những hạng mục mà vẫn chưa hoàn thành, nên Safari Mỹ Quỳnh đóng cửa ngày cuối tuần và mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật, và đặc biệt vào dịp lễ sẽ mở cửa vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 để đón những vị khách đến tham quan tại Safari Mỹ Quỳnh. Và ngày hôm nay thì team review đi vào ngày trong tuần nên là vẫn chưa có những cái review chi tiết từng hạng mục, từng khu vui chơi đến cho tất cả mọi người. Thì sẽ mọi người hãy đón chờ một cái video tiếp theo. Team review sẽ review chi tiết hơn những phân khu cũng như là những cái địa điểm du lịch hấp dẫn trong Safari Mỹ Quỳnh nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ team và theo dõi những thông tin mới và nóng hổi nhất tại thị trường bất động sản Đức Hòa Long An mỗi ngày. Anh chị nào có đang quan tâm hoặc có những thắc mắc liên quan về thị trường bất động sản Đức Hòa Long An thì hãy truy cập vào đường link
đứchhoaland.com.vn hoặc liên hệ vào số hotline 0916 156 186 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.